Một số quốc gia sẽ công bố dữ liệu PMI trong tuần sau, trong khi sự chú ý sẽ tập trung vào số liệu bán lẻ của Hồng Kông và tình trạng bất ổn đã ảnh hưởng như thế nào đến kinh doanh tại khu vực này. Một loạt các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ sẽ báo cáo số liệu PMI và tình hình sản xuất trong tháng 11 vào ngày thứ hai tuần sau, ngày 1 tháng 12. Tại Hồng Kông, số lượng du khách đã bị giảm đáng kể bởi các cuộc biểu tình, đồng thời lĩnh vực bán lẻ cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các chuyên gia kinh tế sẽ có dịp đánh giá các khó khăn trong khu vực khi các doanh nghiệp lần lượt công bố các đợt tiếp theo của doanh số bán lẻ, dự kiến sẽ công bố vào ngày cuối giao dịch đầu tiên. Cũng vào ngày thứ hai, ngày 1 tháng 12, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc là Dalian Wanda hy vọng đạt được 6 tỷ đô la Mỹ trong đợt IPO từ sàn chứng khoán Hồng Kông. Tại Hàn Quốc, nước này sẽ bắt đầu giao dịch tiền tệ trực tiếp giữa đồng won và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Đây được xem như là một bước tiến mới trong kế hoạch quốc tế hóa đồng tiền của Trung Quốc. Chỉ mới tháng trước, giao dịch trực tiếp vừa được mở ra giữa đồng đô la Sing và đồng nhân dân tệ. Tiếp theo, sau ngày đầu tuần, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sẽ công bố lãi suất vào ngày 2 tháng 12.